phải mấy năm rồi nhưng mà dạo này nó mới lên nhiều đấy. Ừ, em được một mụn bọc một ẩn nhiều lắm nhé. Cái này phải điều trị bài bản, vì nếu không gần Tết rồi không thể hết luôn được tình trạng này em nhé. Nghe không? Vâng. Và không được bơ nghệ được nhá. Từng bước một em phải cho hết cái mủ trong trong trên cá của em đi ấy. Sau uống thuốc bôi thuốc để cho ổn định cái da của em nhé. Vì cả trên trên này nữa đấy. Trên trán này nữa đấy. Đúng rồi, nhìn rồi. Rất là nhiều mụn nhé. Thank you.